Thấy cha với chú xách thao đi mò chém chép nè. Trời ơi, chém chép quá chừng luôn. Chưa vào tháng 5 âm lịch nữa mà chém chép đã ghim đầy con kênh rồi nè. Cái giống nhuyễn thể nước ngọt này hiền lành lắm luôn. Ai ai cũng có thể bắt được nè, mà không cần phải dùng bất cứ một dụng cụ nào cả. Thiệt là nhớ mùa chém chép gian sông. Hai chị em rủ rê nhau lội kênh mò chém chép. Con kênh không có rộng lắm đâu, nhưng nước chảy thông thương, cung cấp nguồn nước cho cả cánh đồng lúa lớn. Và ngó chừng thì đủ các loại cá nè, tép nè, luôn luôn nha. Chém chép là một loại đặc sản miền Tây khá rẻ tiền. Có lẽ nhờ vậy mà chúng kịp sinh sôi nảy nở nè, và còn rất là nhiều luôn. Đang ngồi chém chép mà vẫn lại tưởng tượng ra cảnh. Để kể cho hết cái đã. Nãy là mình nấu xong rồi cháo rồi phải không? Xong rồi chém chép là mình làm sạch nè, mình rửa sạch nè. Đó, xong rồi bắt đầu mình xách chuối cây ra cái mình làm đậu gỏi nè. Hấp một chén cháo nóng nè, ăn một miếng gỏi chém chép nè. Trời ơi. Cao lương mỹ vị đâu bằng. Ai ai gọi gớt luôn rồi. Gớt gì vậy? Mến chào quý cô chú anh chị nè, mến chào cả nhà thân yêu nha. Chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh của Mẫn nè. Thì Mẫn với chị Linh á là hai chị em rủ nhau chiều nay đi mò chim chép nha cả nhà. Giờ này thì hơn 3 giờ rồi đó. Trời mát luôn. Đi mò thì rất là im. Không biết là bữa nay mò có bội thu không nữa. Bây giờ thì cả nhà hãy cùng chị em đi mò nha. Cái khúc này lục bình hơi nhiều nè, nhưng mà được có một cái là sáng không có múc tới khúc này nha cả nhà, cho nên là mò được. Còn ở cái khúc mà cái kinh nhà Mẫn á thì múc hết trơn rồi. Mới bước xuống là thấy đội nón không ta, rễ nón lên trên đi chứ cái này cũng hơi sâu nè. Con nãy hả? Trời ơi, bữa hổm cha mò là cái nguyên cái thao này luôn nè. Mò ở đây nè, cha với chú Út mò nhiều lắm. Nhưng mà không biết hai chị em mình có hên vậy không á. Nhiều mà ăn là ngán luôn á. Ôi vui trời ơi, đau. Sình nhiều quá. Chị bị không có cần áo cho vậy trời. Không biết là nó Tinh bình trời. Rồi hở thao luôn. Mình ví dụ như mà đeo bao tay á chứ. Đeo bao tay thì làm sao mà cảm nhận được ha? Em thấy khó mò á. Nhưng mà không đeo bao tay thì thì làm thì nó như vậy nè. Không đeo bao tay thì như vậy nè. Trời ơi. Ơi. Trời ơi, sao mà bài này bắt hên dữ vậy chàng? Hên quá nha. Rồi lá cây nhiều quá ha. Toàn là lá đụng trúng lá cây không luôn nè. Ví dụ như chỗ này không có, mình ra ngoài thử coi có không. Em là bàn tay vàng trong làng vuột cá. Và em cầm cái cuốn vuột cá. Ủa. Nhìn tôi với anh ơi. Hả anh Lam, mình đưa luôn đi. Đen ơi. Đi đâu vậy trời? Đi đâu vậy trời ơi? Cắn được kia trong miệng đó rồi nè. Sao mà mình không giữ quá, nó gặp mình nó né hết rồi ta. Mình đi ra đây. Ở đây mình còn không? Chém chép này
con nào luôn ấy cha. Chứ đâu giỡn đâu. Mình cũng ngồi nhiệt tình lắm nè. Xuống là mày nhóc hết trơn luôn đó. Hơi sâu đúng không chế? Vậy mà mình còn định là nấu một nồi cháo chim chép nữa chứ, chấm gỏi nữa chứ. Bởi vì tính trước bữa hôm qua cứ tính là nó nhiều như bữa hổm, nhưng mà kia nó hay là không phải mùa nó hay là sao ta. Nãy giờ hai chị em mò mà có 5 con thôi nha cả nhà. Tự nhiên cái dính được con cái thấy kiểu như mình có thêm động lực cái chứ, thấy vui lên liền, thấy phấn khích lên liền. Tự nhiên cái thấy đang nản nản. Nôn cực kỳ nôn luôn. Chứ tính là làm món gì đó? Gỏi. Gỏi hả? Ở chế hà. Chuối cây mình nè. Đó. Bào mỏng. Gỏi chuối cây đó. Ồ, bào mỏng nó ra nha.
Trời ơi, cái nèo kiểu như nguyên một dĩa gỏi nó nằm ở trong đầu mình, nó hiện lên luôn á trời. Đen ơi. Đó. Giống nha, giống nháo à. Xuống đây luôn đi. Xuống đây đánh nè. Lúc ở nhà thì bà làm gỏi. Nãy mới biết xuống rồi đạp một con thấy ngon lành rồi, tưởng đâu vô mánh rồi. Thôi mà không sao, để coi coi. Để coi coi tới đâu nè. Tự nhiên thấy một con cũng im im rồi, xong rồi sao mà lặng luôn rồi nè. Đi hả? Nè đi, nè để thâu à. Ồ ở đây quá sâu rồi. Trời ơi. Cái cục đất cứng ngắc mà tưởng đâu nó. Trời ơi, con chuột. Chuột gì? Con chuột rồi, nãy nó mới chạy vô cái hang này. Chạy vô luôn hả? Vậy mà không có nha chị. Này cạn quá rồi. Quá trời luôn rồi. Đem tới sáng cho sạch à, để cho nó hết hết gông keo á, xong rồi mình đem đi luộc. Biết bao nhiêu dự định ngon lành luôn. Trời ơi, nó biết nó dành làm gì không? Bắt luộc con chuột kìa. Ừ, hả? À. Đó. Trời ơi, nó ủi kìa. Cái mỏ ủi hả? Cái mỏ ủi. Được lắm, được con cái đi ruộng là đi theo à. Được theo chuột đó, được bắt chuột đó. Cái đi lắm. Nhiều hả? Hồi đó xuống sông mò, ủa xuống là dễ bắt chim chép lắm. Bây giờ không hiểu sao mà kiếm cái khó khăn quá. Bởi vì nói sao bây giờ người ta bán có giá chứ hả? Họ mặc ốc vàng thèm, người ta chọn mua mà cũng 20 ngàn. Ốc vàng mấy 20 ngàn ký luôn hả?
nếu mình với đồng mà mua ốc 20 ngàn. Ừ. Ý là không biết ba con dẹm, ba con dẹm xanh đó vậy trộn gỏi ăn chắc cũng ngon à. Đen nó lội ra xong rồi nó lội vô. Trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi, đậm mình đi. Phù hợp với đi đặt lập tép thôi. Ừ. Em được một con. Em được một con. Chế 12 con hả? Hồi nãy là đếm là 11, bao nhiêu con? Đếm 11 con. 12 con, 13 con. Em một con chế 12 con. Em giỏi. Em giỏi nhất. Cũng mò giống như ai đó thôi nhưng mà lạ lắm. Nhưng mà nó không nghe. Cũng mò đó. Cũng nhiệt tình mò lắm đó chứ. Nhưng mà nó mò nó lạ lắm. Ừ. Đam 12 mình có một con. À, chế nè, đừng có chọc em nha. Trời ơi. Bự luôn đó, dự định là lát nữa là cái đường ở trên kia là đi hồi nãy đau dò quá, tính là lát nữa hai chị em sẽ khiêng cái thau chen chép đi đường bờ mẫu về nhà, nó là khiêng luôn đó nha. Thì má cũng khiêng vậy. Hôm nay hơi kém may mắn xíu. Mình tưởng tượng ra nguyên một cái nồi cháo luôn. Ôi, mình gãy hành lên trên nha, xong rồi cái mình gắp thêm xíu tiêu nữa nha, coi nè. Đó, đói bụng luôn rồi nè. Nó ngon gì đâu chưa? Ngon quá chừng luôn. Xong rồi chém chép mình luộc ha. Xong rồi, nướng luôn miếng quá. Ngắt bỏ con đó đi. Chưa, để kể cho hết cái đã. Nãy là mình nấu xong nồi cháo rồi phải không? Xong rồi chém chép là mình làm sạch nè, mình rửa sạch nè. Đó, xong rồi bắt đầu mình xách chuối tây ra cái mình làm đậu gỏi nè. Hấp một chén cháo nóng nè, ăn một miếng gỏi chim chét nè. Trời ơi, cao lương mỹ vị đâu bạn. Ví dụ như chim chép ít cũng được vậy chế. Mình xách cái chuối nhiều nhiều xíu. Chủ yếu là mình nêm cái nồi cháo cho ngon nè. Đây thêm 20 ngàn nấm gơm nữa. Cỡ này nấm gơm hơi mắc nha, bữa hồi em mua là tới 90 ngàn một ký lận đó. Cái mình chẻ cái nấm gơm ra làm tư á. Nói chung là chẻ ra cho nó nhỏ nhỏ thôi. Rồi cái gì cũng mềm chứ. Tưởng tượng cái gì giỏi lắm mà bắt thì không thấy đâu. Mỗi lần mò là ôm một tấm xình vậy không nè. Rồi chế mò xung quanh nó luôn đi. Ở đó có một con là coi chừng mò ý. Nước vô hết luôn. Sao? Nó quên lấy con nước.
tôi nói một lát thôi, khỏi khỏi ống lên đó. Tự nhiên đang đi cái cục sình nó trắng ngay giữa luôn. À, cuộc đời nó qua. Ê thiệt nghe thiệt á, tưởng đâu nơi thấy có lặng hở, thấy có lặng hở. Đây kiếm trong vòng thêm ở đây kìa. Trời ơi đừng con nữa, cái mặt tôi rơi gối luôn. Rồi xong rồi, một con màu à. Sao nó không chịu đi chung cho cái đôi có cặp ta? Cho mình bắt cho nó dễ. Có nguyên cái vườn chuối luôn nha, nhưng mà bị lão hết rồi. Đâu? Ôi rồi rồi thấy rồi, mẹ nhớ xinh nha. Tính khoe, khỏi khoe luôn. Khoe cả nhà ơi, mà bắt chín nữa rồi. Bắt chín thiệt chứ bộ. Mà tại vì nó bị trời cá, nó bị chết lâu rồi. Cá chết lâu không? Em nói cái con của em bắt hồi nãy kìa. À chế à, có khi nào nó chui xuống dưới sình dưới không ta? Ủa gì nó dưới sình không chứ nó không phải, ý là nó chui sâu tới dưới luôn á, còn mình thì cái tay mình nó gà trên cạn à. Ừ cái tay mình gà trên cạn không à. Và hiện tại bây giờ luôn là cái tay em là xơm xuống đất nè. Hiện tại bây giờ mẫn mò là cái nhà thấy không, là từ đây tới đây là mẫn xơm nguyên khúc này xuống dưới đất vậy nè. Ví dụ như xơm xuống tới đây đi, mà nó sống ở dưới đây thì sao, đúng không? Như vậy thì cũng đâu bắt dính nó đâu. Mình nói vậy thôi chứ mình còn xơm sâu hơn nữa đó. Trời ơi nhánh cây có không? Ý gì mà không thấy ốc luôn nha. À chế đồng của mình không thấy ốc quắn đúng không? À tôi muốn ăn ốc quắn rồi, giờ ra chợ mua không? À ơi, không có bán rồi nha. Chợ bên dưới không có bán ốc đâu. Bây giờ muốn ăn là ra Minh Lương, rồi Minh Lương là chỉ có ốc bán ốc bu thôi, ốc lát. Chứ bà không có bán ốc quắn. Đâu hình như bữa hổm mới mua ở đâu mà 30.000 ký nè. Nhưng mà em mua em không có ăn, em mua em thả vô trong chỗ mà. Em mất cái bồn nhỏ chế. Rồi em thả vô mà không được chứ ơi. Chết hết trơn à. Muốn ăn hơi cực nha cả nhà. Cái này chắc đủ cho mấy đứa nhỏ. Đủ cho mấy đứa nhỏ con chứ Linh ăn. Đi gắn ngoài thêm mớ nữa để cho mấy đứa nó ăn thoải mái chứ. Có nhiều đây. Đứa ăn được con hai con. Đồ nha, không cần biết là Mẫn đi ruộng hay đi đâu, Mẫn thay đồ là cái canh cửa hàng rào nhà sau rồi đó. Bảo bối của cha đó. Đây. Của hỏi em đây, em chắc một cái đau lắm luôn đó. Mà,
trời ơi. Đi mà không nhìn nè. Ủa cái cây bự lắm, đã không lên. Bây giờ hai chị em mò được vô đây nè cả nhà. Tính đâu là có nhiều nhưng thật sự là ít lắm. Mấy con này không có đủ cho con chị Linh ăn nữa. Nếu mà cả nhà thích video này của Mận, nhớ cho Mận xin một like này, một lượt đăng ký và bật chuông thông báo ủng hộ Mận nha. Giờ hai chị em đi về nha cả nhà. Rồi nãy giờ cũng bây giờ hai chị em mình xuống rồi đó, cũng hơn 2 tiếng đồng hồ rồi đó. Mò nãy giờ quá trời luôn. Gặp lại cả nhà ở video sau nha. Giờ hai chị em đi về. Đừng nào cũng dễ đây. Chết chát được con nào nữa không?